mạt và đổ bãi. Đấy. Bác Tài đang lên cõi bạc nha. Đá mạt rất xanh và đẹp, phục vụ nhu cầu là những khách hàng yêu cầu chất lượng cao. Mạt sạch là kết cấu bê tông rất tốt, bám xi măng rất tốt, vữa dẻo, đổ bê tông tạo ra chất lượng cực kỳ tốt. Bác Tài đang buộc bạt rất cẩn thận. Ở đây là anh Tuấn, năm nay anh hơn 30 tuổi. Đấy, một vợ hai con, bồ thì đến không hết. Anh rất chịu khó trong lĩnh vực là lái xe và vấn đề karaoke là hát hò, là anh hát rất hay. Các chương trình ca nhạc là gần như là không thể thiếu mặt anh, bởi vì anh có chất giọng là rất hay và phong cách của anh thì không thể chê vào đâu được. Anh đang mở chốt đít để lên ben đá mạt nhé. Các bạn cùng theo dõi xem là màn chút ben đá mạt. Một xe ba chân đời mới chạy đủ tải. Chạy đủ tải nha bà con nhé. Bây giờ là vấn đề giao thông lưu hành là rất nghiêm ngặt cho nên là tất cả các xe là đều phải chạy đủ tải hết. Để đảm bảo an toàn.